Whoa, 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 whoa. To the left, to the right. To the top, to the right. To the star, yeah, 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 yeah. Hey, hey, hey. Come on. Bum, chaka, laka, bum, bum. Giờ không nghe đêm mong lung. Chỉ còn thính bay lung tung. Khiến cho con tim em lung tung. Chấp nhận là điều đúng đúng. Một khi hợp vô tình đúng là chung. Chả quen anh là ngồi sợ hip hop. Khiến cho hay đây đợt lòng. Còn tim em thì nghe đứng tực tưng. Và tươi em sẽ mang về tươi nữa. Để em luôn được sắc nét. Đôi phân giải là 4K. Nhìn em mở thật xa để ý. Khiến cho những cô gái xung quanh nhiều hóa hơi thành thể khí. Cơ thể em không phải dùng để chân. Mà để cùng anh nhúng nhảy theo nhiều cha 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 của Nguyễn Hưng. Đẳng cấp anh chính xác được gọi là không ai một. Thành công anh mắc lấy dây châu 3, 2, 1. Mới nhìn thì đã biết nguyên nhân em phải gặp người tốt. Nên anh muốn em đi theo anh. Hết năm nay ngày mai ngày mốt. I wanna feel your love, yeah. I wanna feel your heart, yeah. Anh không cần gì ngoài vài ba giây bên em tối nay, yeah. I wanna feel your love, I wanna feel your heart. Anh không đòi quà là vì chia tay. Nhưng anh vẫn cool, that's how I love. Dừng lại all day all night. Nói làm nhiều anh lúc nào cũng thoải mái. All day all night. Chọn anh là bồ là không bao giờ sai. All day all night. Người em đang tìm là anh đây chứ ai. Anh thường không nhận mình là idol. Họ vẫn muốn biết anh là ai đây. Muốn quắc như là Michael. Một mình anh xử lý hết tất cả bộ cung đàm 12 giây. It feels so right. Câu chuyện mà anh hay kể make you feel alright. Anh sẽ luôn là người đưa em về khi mà hai ta say. Và nếu em có siêu anh ngủ thì đoán xem ai ra tay là anh. Người đàn ông khó tính luôn luôn nhắc nhở rằng em phải nhớ là mình xinh. Sẽ không bao giờ cho em fake love. Là cho em breakfast. Cho em nụ hôn nồng nóng để đón bình minh. Xin lỗi anh không phải người em có khả năng làm đau em. Vài áo em muốn hơn và anh làm em muốn show thêm. You are so hot and I'm such a cold man. Lại gần đây và làm anh tan chảy. Khi ta hòa vào trong điệu slow dance. All day, all night. Yêu là cắm đầu ít khi nào anh dừng lại. All day, all night. Nói ít làm nhiều anh lúc nào cũng thoải mái. All day, all night. Chọn anh là bồ là không bao giờ sai. All day, all night. Người em đang tìm là anh đây chứ ai. Chưa ngắn với anh là chân ái. Một khi đã bầu kết là dính không ngần ngại. Sẽ ngoan anh không thích nhận vai. Nhưng quen anh chắc chắn là sẽ có phần lại. Không quan tâm là em da nâu hay da trắng. Cảm chẳng ngắn là thần thái âu tôi nhã nhặn. Bé bừng luôn bóng quán lúc nào cũng đa năng. Tình chưa gan em vẫn sáng số như bé và đêm nhất. Vẫn là gà lạ. Anh là khi nào thái tính như đã ôm ảnh. Nhưng tình vậy chứ cả con đang lưu ý trong tình trạng không tỉnh. Tao khi đã làm anh làm hết mình đã chơi là phải chơi cho hết. Nên tao không tin vào vì anh chính tình với tính chính tình. Cao chân trời chiều cày miếng lông cá. Lên xe thì anh là chú ngựa chỉ thấu đá. Mặt anh luôn bán khấu với những chuyện xấu xa. Tự nhiên anh hỏi thêm một câu là em từ đâu ra. Chà, vui như Tết nha quý vị. Một trăm tay nồng nhiệt cho ba thầy trò. Wow. Explosion. Thật sự bùng nổ. Mizzy, em thấy thế nào? Trước hết em nói về người bạn của em, Carrick, trước khi nói về hai em. Thật sự là ở đây mình cảm nhận được là Carrick ở trên nó rap cả con tim ra ngoài luôn. Mình cảm nhận được điều đó và mình nể phục điều đó. Respect, much respect. Cho Carrick thêm một tràng pháo tay được không ạ?
Chiraki và Ricky, cả hai em đều có những cái sự tinh tế ở trong cái bài nhạc. Cách tụi em ra vào trong cái bài nhạc, làm sao tụi em thả về cái hook hoặc là tụi em vào cái hook ra sao, mọi thứ nó đều rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Một bài hát amazing. Oh, thank you cho các bạn trình diễn rồi. Cái này đúng là thái độ của Carrick làm Suwa nghẹn ngào trong tim. Và đặc biệt chắp thêm hai cái cánh ở bên kia nữa. Như con hổ mọc thêm cánh, như con rồng vài chục mét có thêm cục lửa. Cái band này nãy giờ là hot nhất trong rap Việt rồi. Yeah. Nhưng mà phải coi lại cái người bên tay phải, cái size hơi bự chút xíu. Nhảy mà tôi thấy rung rinh cái sàn nha. Không phải đẹp trai muốn làm gì làm nha. Wow. Em xém bể tim, té đập đầu vô cái ghế luôn á anh Thành. Sofa so good luôn á anh Thành. Khi mà thấy tất cả mọi người cùng hòa hợp ở trên sân khấu đó đó, có cảm giác như là cái nhạc này nó có thể làm cho người ta gọi là trẻ lại luôn á anh Thành. Nói cái cảm giác này không biết là các bạn có giống Thành không nha. Thành đang tưởng tượng mình đang tham gia lễ hội Carnival ở bên Brazil. Nó vui cỡ đó đó. Tưởng tượng nó giống như là summer set cho mọi người ở đây, ai cũng enjoy. Yeah, tuyệt vời. Em chưa hết bàng hoàng nữa anh Thành. Anh cũng đang chưa hết bàng hoàng, tại vì anh đang đợi câu nói tiếp theo của em. Remastic. I love Carrie. Ở ba anh em hay quá. Ở ba anh em hay lắm nha. Ôi đây thật sự gọi là tiết mục hay nhất từ xưa đến nay mà em được chứng kiến anh Carrick biểu diễn trên sân khấu. Yeah. Này tôi agree nha. Chưa bao giờ tôi thấy Carrick máu lửa như thế này. Yeah. Em công nhận điều đấy. Carrick hôm nay ngoài cái thần thái đấy ra thì còn một cái bộ áo trắng, gọi là soái ca, áo sơ mi trắng đấy, chiếm lòng chị em như này. Đúng không ạ? Bản thân em đứng ở trên này ấy, cũng muốn nhảy cùng với Carrick luôn. Cảm nhận từng cái điệu nhảy của Carrick ở trên này. Tại sao đàn ông tới với em ai em cũng muốn nhảy luôn vậy? Đấy, dễ dãi mà đúng không? Tại sao con người em kỳ vậy? Tại sao em chỉ muốn nhảy với đàn ông thôi vậy? Hả? Em nhạy cảm với cái nhảy của đàn ông. Cái gì? Nhưng mà nhìn Carrick kiểu đứng cạnh hai bạn kia trông xoái cao. Tại vì Ricky Star và Jidaki đúng là hai con quái vật. Và chắc chắn là anh Carrick đã phải thực sự rất là tập trung để mà có thể tỏa sáng khi mà đứng cạnh hai con người như thế. Thật sự ra cái bài này thì mỗi người có một khoảng trống riêng để mà tỏa sáng. Rõ ràng là Ricky Star và Jidaki cũng không hề kém cạnh với huấn luyện viên của mình và đã tạo nên một tiết mục thật sự tuyệt vời của ba thầy trò, thưa quý vị. Ricky Star, Jidaki và Carrick. Em có làm anh thất vọng không ạ? Ngoài cả hy vọng em ạ. Tất cả những sự chờ đợi của anh đã được đền đáp. Thank you. Thì thật sự là em có rất là nhiều lời nói ở cái phòng audition, một những vài cái lời khẳng định, đôi khi có một vài lời trêu chọc. Bản thân em có một vài lời em đã làm được rồi, thì trong đây nó còn có hai thứ em vẫn chưa làm được trước khi kết thúc chương trình. Đó là lý do tại sao em chọn cái type beat này và thể hiện với lại hai người anh em đây của em. Tại vì em đã nói là nếu rap ăn chơi ít chữ là Bin thì rap ăn chơi nhiều chữ sẽ là Carrick. Ê! Thì em muốn trước khi mà mình rời khỏi cái chương trình này và chương trình kết thúc thì em muốn làm điều đó. Và còn một lời nữa, em muốn thực hiện lời hứa đó là với You Know Big Boy để em phải fit với bạn ấy một bài. Và em nghĩ sau chương trình em bạn ấy sẽ ra một bài nhạc nhau. I'm waiting. Anh chờ đợi sản phẩm âm nhạc đó của em. Thưa quý vị, thật sự hay ho khi mà tất cả những người tài giỏi họ gặp nhau tại một điểm và họ giúp nhau cùng thăng hoa, tôn trọng nhau và mang đến cho nhau những sự kết hợp, mang lại cái sự sục sôi, cái sự yêu nghề, cái năng lượng, cái tinh thần trong mỗi một con người. Tất cả mọi thứ đã trở lại chỉ vỏn vẹn trong vài mét vuông của sân khấu rap Việt. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho ba thầy trò Carrick. Và chúng ta hãy tiếp tục soạn tin nhắn Rap Việt khoảng cách 07 cho Ricky Star và 03 cho Jidaki.
và không không cho Caric. Quý vị và các bạn thân mến, tổng đài của chúng tôi đã sắp khép lại. Và đây sẽ là những giây phút cuối cùng mà quý vị và các bạn quyết định bình chọn cho ai. Hãy nhớ cú pháp của chương trình, đó là rap Việt khoảng cách X khoảng cách Y. Trong đó X là mã số thí sinh quý vị và các bạn yêu mến, và Y là số người mà các bạn nghĩ là họ bình chọn giống như mình. Chúng ta sẽ gửi về tổng đài 8569. Hãy nhanh tay lên, bởi vì chúng ta chỉ còn vài phút nữa tổng đài sẽ khép lại. Hãy tìm ra quán quân của quý vị. Và Rap Việt 2020 sẽ tạm nghỉ giải lao trong vài phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Và đừng chuyển kênh nhé.